Xin chào các bạn đã đến với Tech Mag. Hôm 12 tháng 3 vừa rồi, Google Doodle đã gợi nhớ cho chúng ta về kỷ niệm 30 năm ngày ra đời của World Wide Web, nền tảng trình duyệt web của ngày nay, bằng những hình ảnh về chiếc máy tính thế hệ đầu tiên có kết nối mạng Internet. Để có thể tham khảo hầu hết mọi trang web, tìm kiếm tất cả mọi thông tin trên mạng chỉ bằng một cú click chuột, thì chúng ta phải thực sự biết ơn người đàn ông này, John Timpanelli, cha đẻ của World Wide Web. Timothy John Timpanelli, hay còn gọi với cái tên là Tim PL, ông sinh vào ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại London. Cha mẹ ông là nhà toán học và cùng làm việc cho nhóm phát triển Ferranti Mach 1, một trong những hệ máy tính đầu tiên được xây dựng cho mục đích thương mại. Do đó, từ nhỏ, Timpanelli đã thừa hưởng được tư duy toán học từ gia đình và làm quen với công nghệ từ rất sớm. Ông cũng đã từng tạo cho mình một chiếc máy tính giả bằng những hộp thẻ với đục lỗ, rồi sau đó làm mê mẩn môn điện tử. Lớn lên, Timpanelli theo học ngành vật lý học tại Đại học Oxford. Ông nghiên cứu vật lý một cách say mê và cho rằng môn này sẽ rất hay, rất thú vị nếu như dung hòa nó được với toán học và điện tử học. Và đó cũng là những cơ sở để ông hiện thực hóa được những ý tưởng vĩ đại của mình sau này. Năm 1976, ông tốt nghiệp đại học và trở thành một kỹ sư phần mềm. Năm 1980, Timpanelli làm việc cho Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu CERN tại Geneva, Thụy Sĩ. Từ đây, Timpanelli đã góp phần tạo ra cuộc cách mạng công nghệ cho toàn thế giới. Xuất phát từ ý tưởng tạo ra kênh trao đổi các công trình nghiên cứu vật lý thông qua máy tính tại CERN, Timpanelli đã đệ trình một dự án về hệ thống quản lý và trao đổi thông tin thông qua giao thức truyền siêu văn bản để các nhà nghiên cứu chia sẻ và cập nhật thông tin dễ dàng hơn, và ông gọi đó là Inquire. Nó hoạt động theo cách thức tương tự như bộ não nhưng mà cải thiện hơn về sự hạn chế khả năng ghi nhớ. Phần mềm sau đó hoạt động hoàn hảo, Timpanelli đã dễ dàng liên kết và tìm ra các tài liệu trong máy tính của mình, và thế là ông tiếp tục nảy sinh ra ý tưởng thực hiện điều tương tự với quy mô toàn cầu trên máy tính của nhiều người khác và không bị giới hạn. Ngày 12 tháng 3 năm 1989, Timpanelli đã trình bày một tài liệu có tên là Một đề xuất về quản lý thông tin với nội dung kết nối siêu văn bản và Internet để tạo ra một hệ thống chia sẻ và đóng góp thông tin toàn cầu. Đề xuất ban đầu của Timpanelli không được chấp nhận vì web chưa bao giờ là một dự án chính của CERN. Nhưng mà may thay, khi đó Mike, lãnh đạo của Timpanelli, đã nhìn thấy được tiềm năng của dự án này và cho ông một cơ hội. Từ đó, Tim bắt tay vào việc xây dựng dự án của mình bằng những cơ sở đầu tiên thông qua việc viết ra ba nền tảng của web ngày nay là HTML, URI và HTTP từ cuối tháng 10 năm 1990. Cuối cùng thì Timpanelli đã tạo ra được một browser đầu tiên của World Wide Web, cho phép người dùng ở mọi nơi trông thấy phát minh của ông thông qua màn hình máy tính. Tháng 8 năm 1991, World Wide Web bắt đầu được đưa vào hoạt động rộng rãi. Website đầu tiên được xây dựng tại địa chỉ info.cern.cs, nơi được xem là danh bạ website đầu tiên giải thích World Wide Web là gì và hướng dẫn người dùng lập trình những website cá nhân. Timpanelli sẽ rất là giàu có nếu như mà ông xem đây là một thứ gì đó để kinh doanh và bán bản quyền. Nhưng mà không, Tim đã đưa đứa con của mình đi khắp mọi nơi miễn phí vì nhận ra rằng tiềm năng thực sự của nó sẽ chỉ được giải phóng khi mà bất cứ ai, bất cứ nơi nào cũng có thể sử dụng nó mà không phải trả phí hoặc là phải xin phép. Vì vậy, Timpanelli đã thuyết phục CERN đồng ý cung cấp mã cơ bản có sẵn trên cơ sở miễn phí bản quyền mãi mãi. Nhờ đó mà web và Internet đã cùng hợp nhất với nhau để phát triển với tốc độ chóng mặt và phục vụ nhân loại như là một nhu cầu thiết yếu cho đến tận bây giờ. Trong khi cả thế giới lao vào kiếm tiền từ sự tăng trưởng kinh khủng của web, thì Timpanelli vẫn cống hiến cho World Wide Web bằng cách là thành lập Hiệp hội Mạng Toàn cầu W3C, một cộng đồng quốc tế dành cho việc phát triển các tiêu chuẩn web mở vào năm 1994 tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts. Năm 2009, Tim tiếp tục lập quỹ World Wide Web như là một phương tiện kết nối mọi người lại với nhau, nâng cao tiếng nói chung và tăng cường sự tham gia của người dùng. Nhờ việc phát minh ra World Wide Web và những cống hiến vĩ đại của ông cho sự phát triển của công nghệ, mà năm 2004, Timpanelli được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ khi là người tiên phong trong lĩnh vực Internet. Tháng 4 năm 2009, ông được chọn làm giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ. Tạp chí Time cũng vinh danh ông là một trong 100 nhân vật quan trọng của thế kỷ 20. Năm 2016, Timpanelli vinh dự nhận giải thưởng Turing, giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính, cùng rất nhiều những giải thưởng và chức vị danh giá khác. Tất cả những điều đó là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Timpanelli đã nỗ lực và cống hiến cho sự phát triển của công nghệ, hay nói rộng hơn là góp phần vào sự phát triển của văn minh nhân loại ngày nay.